Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube Vườn Rau Sân Thượng. Hôm nay Vườn Rau trên Sân Thượng xin chia sẻ cho các bạn một mẹo thu hoạch rau muống để cho làm sao ta thu hoạch được nhiều đợt nhất nhé các bạn. Cây rau muống từ lúc gieo trồng cho đến lúc thu hoạch, thì từ cái lúc cái đợt thu hoạch đợt đầu tiên ấy, các bạn nên cắt, thì các bạn cắt sát gốc rau muống, các bạn chỉ để lại khoảng từ để gốc lại từ 1 cho đến 2 phân thôi. Chứ các bạn đừng có cắt cao quá, các bạn cắt cao là cây rau muống của chúng ta nó sẽ không đâm ra chồi, nó có đâm ra thì nó cũng sẽ ngắn và nhỏ nhé các bạn. Các bạn cứ cắt sát gốc vậy, để lại khoảng 1 2 phân thôi, thì từ cái gốc đấy là cây rau muống của chúng ta nó sẽ đâm thêm ra các cái ngọn non mới nhé các bạn. Các bạn bón phân và chăm sóc cho cây rau muống thì cây rau muống của chúng ta nó lại đâm ra những cái chồi non mới các bạn ạ. Đấy, sau lần thu hoạch đầu tiên khoảng 5 ngày đấy, các bạn thấy xem cây rau muống của chúng ta bắt đầu nó đã đâm lên những cái chồi non mới rồi các bạn. Đấy, các bạn thấy không, từ một gốc nó sẽ nó đâm ra rất nhiều những cái nhánh non mới bên cạnh nha các bạn. Các bạn cứ cắt sát gốc để lại gốc khoảng 1 đến 2 phân thôi. Đấy, rồi chúng ta tưới nước với bón thêm phân cho cây rau muống, là cây rau muống của chúng ta nó sẽ đâm ra tiếp tục những cái chồi non mới nha các bạn. Vậy là chúng ta sẽ có rau ăn thường xuyên nha các bạn. Đấy nha các bạn, thấy không, sau lần thu hoạch đầu tiên khoảng 20 ngày, cây rau muống của chúng ta đã đâm ra rất nhiều những cái chồi non mới và nó đã lớn cao rồi nhé các bạn. Nó phát triển cao giống như cây rau muống chúng ta thu đợt đầu tiên nhé các bạn.
Con nhìn các bạn thấy không, ở một gốc nó đâm ra hai ba nhánh liền luôn. Đấy, và sau khoảng tầm 25 ngày là chúng ta có thể thu hoạch được lứa lứa hai tiếp theo rồi nha các bạn. Lứa thứ hai các bạn lại vẫn cứ cắt như lứa một, các bạn cắt sát gốc như lứa một thì nó lại sẽ đâm ra được chồi non tiếp nhé các bạn. Đấy, các bạn cứ làm như vậy thì các bạn có thể thu hoạch được khoảng tầm 45 lượt, thì lúc ấy gốc rau muống của chúng ta nó mới già, thì chúng ta mới tiến hành phá bỏ nhé các bạn. Thời lượng của video đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông để nhận những video tiếp theo của mình nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.